giới thiệu cho mọi người tàu cá mô hình ha. Tàu cá mô hình thu nhỏ. Tàu mô hình đóng bằng gỗ vô be rồi rất là kỹ lưỡng ha. Đóng vô đè giang sườn lòng cốt. Đây là mô hình tàu cá nha mọi người. Tàu mô hình này dài khoảng tầm 2 mét.